Lâm Đồng đã xây dựng và ban hành 17 quy trình tạm thời về sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên các đối tượng cây trồng vật nuôi chủ lực trên địa bàn, bao gồm rau ăn lá, rau ăn quả, rau ăn củ, củ năng, lúa, chè, cà phê, sầu riêng, bơ, chuối, mắc ca, atiso, nấm rơm, tương quy, bò sữa, bò thịt và gà đẻ trứng. Với quy trình này, toàn tỉnh đã tổ chức 30 lớp tập huấn chuyển giao cho 1.140 lượt người tham dự, đạt 85,7% mục tiêu đề án. Để đạt và vượt mục tiêu đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ đến năm 2025, Trung tâm khuyến nông Lâm Đồng tiếp tục kiểm tra giám sát chất lượng nguyên liệu đầu vào sản xuất, thiết lập hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm đầu ra phù hợp với tiêu chuẩn chứng nhận khi lưu thông trên thị trường. Đặc biệt, tập trung nghiên cứu, triển khai các đề tài dự án sản xuất phân bón, thuốc bảo vệ thực vật sinh học, chọn tạo giống cây trồng vật nuôi mới đạt năng suất chất lượng cao, có khả năng chống chịu với dịch hại và thích ứng với biến đổi khí hậu đồng thời mở rộng các mô hình liên kết giữa người sản xuất với đơn vị cung ứng vật tư đầu vào liên kết với các đầu mối thị trường tiêu thụ để phối hợp quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm hữu cơ ngoài ra tăng cường công tác xúc tiến thương mại hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng thương hiệu và phát triển ổn định thị trường sản phẩm hữu cơ trong nước hướng đến thâm nhập thị trường xuất khẩu